Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là điểm tin ngày 16 tháng 8 năm 2024. Chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi Thái Lan không trục xuất người thường tị nạn về Việt Nam. Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị. Facebooker Trần Minh Lợi lĩnh 5 năm tù vì xúc phạm chánh án huyện Cư Cú Yên. Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây sốc trên mạng xã hội. Bến Tre khởi tố bắt giam chi cục trưởng thi hành án dân sự vì nhận hối lộ. Một nhóm gồm 13 chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã gửi một thư cáo buộc chung đến chính phủ Thái Lan để bày tỏ quan ngại về sự hợp tác an ninh giữa Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Công an Việt Nam trong việc trục xuất người thượng tị nạn về Việt Nam, nơi họ có thể bị cầm tù hoặc đối xử vô nhân đạo. Thư cáo buộc chung đề ngày 14 tháng 6 của các báo cáo viên đặc biệt thuộc cơ chế của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố ngày 14 tháng 8, 2 tháng sau khi gửi chính phủ Thái Lan nhưng không nhận được phản hồi. Thư chung có nhắc đến trường hợp của nhà hoạt động nhân quyền Y Quynh Buôn Đáp, đồng sáng lập viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngày 11 tháng 6 vừa qua, theo yêu cầu dẫn độ của Bộ Công an Việt Nam. Ông hiện đang bị giam ở nhà tù Reman, Bangkok và sẽ ra tòa hình sự ngày 19 tháng 8 với nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Trong thư, các báo cáo viên đặc biệt bày tỏ sự lo ngại về thông tin một phái đoàn Công an Việt Nam với sự trợ giúp của Cảnh sát Thái Lan đã đến một số khu trọ của người thượng tị nạn ở Thái Lan vào giữa tháng 3 năm nay để đe dọa, quấy rối và cưỡng ép họ nhằm buộc họ phải trở về Việt Nam trái với ý muốn mà Đài Á Châu Tự Do đã đưa tin. Các chuyên gia nhân quyền nêu trong thư, chúng tôi nhấn mạnh rằng theo hiệp ước và luật pháp quốc tế thông thường, Thái Lan có nghĩa vụ không trả lại bất kỳ cá nhân nào về một quốc gia mà có nỗi sợ hãi có cơ sở về việc bị đàn áp hoặc có căn cứ đáng kể để tin rằng người đó sẽ có nguy cơ bị tổn hại không thể khắc phục khi trở về do vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Các báo cáo viên đặc biệt cho rằng sự cộng tác giữa Cảnh sát Thái Lan và An ninh Việt Nam có thể gây ảnh hưởng đến tính tự nguyện của bất kỳ sự hồi hương nào của người Việt tị nạn trên đất Thái Lan. Các chuyên gia kêu gọi Thái Lan áp dụng đạo luật phòng ngừa và chống tra tấn và mất tích cưỡng bức, trong đó nghiêm cấm trục xuất hoặc dẫn độ một người đến một quốc gia khác khi có căn cứ đáng kể để tin rằng người đó sẽ gặp nguy cơ bị tra tấn, đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục hoặc mất tích cưỡng bức. Họ cũng lưu ý Thái Lan rằng có nghĩa vụ không trục xuất theo luật nhân quyền quốc tế là tuyệt đối, ngay cả đối với những người bị tình nghi phạm tội ở một quốc gia khác. Ông Yifik Hờ Đốc, thành viên sáng lập của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý và hiện đang ở Hoa Kỳ, nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 16 tháng 8 về thư chung nêu trên. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của Thái Lan và cộng đồng quốc tế theo luật pháp quốc tế trong việc bảo vệ những người phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm an toàn và tự do. Các chuyên gia nhân quyền nhấn mạnh nguyên tắc tuyệt đối không được trục xuất người tị nạn về nơi họ có thể gặp nguy hiểm, không thể khắc phục. Những lo ngại về trường hợp của anh Y Quỳnh Buôn Đắp, người đã bị kết án vắng mặt một cách bất công và hiện đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ, càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc áp dụng các biện pháp bảo vệ ngay lập tức nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn cho anh. Nó phơi ra những vấn nạn đáng lo ngại về sự đàn áp xuyên quốc gia khi một số quốc gia cố gắng bịt miệng và trừng phạt những người bảo vệ nhân quyền, ngay cả khi họ đã vượt ra khỏi biên giới. Cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng dứt khoát đối với Thái Lan, đảm bảo rằng Bangkok tuân thủ các cam kết của mình theo luật nhân quyền quốc tế và rằng người tị nạn Montanyos, bao gồm anh Y Quỳnh Buôn Đắp, được bảo vệ một cách xứng đáng. Ông Imin Alu, một người Gia Rai ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, bị đàn áp tôn giáo và chạy sang tị nạn ở Thái Lan từ năm 2017, cho biết người thượng tị nạn ở Thái Lan đang lo lắng về khả năng bị trục xuất về Việt Nam. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do. Ở đây, không riêng gì tôi, mà rất nhiều người lo ngại về khả năng bị trục xuất về nước sau khi Công an Việt Nam đến khu trọ người thượng tị nạn để thuyết phục ép buộc về Việt Nam. Với sự hợp tác của Cảnh sát Thái Lan và Công an Việt Nam, chúng tôi có thể bị đưa về nước, nơi mà chúng tôi đối diện với tù đầy và đối xử vô nhân đạo. Phóng viên gửi email tới Bộ Ngoại giao Thái Lan và Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về thư cáo buộc chung của các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng chưa nhận được ngay phản hồi. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vừa được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 16 tháng 8, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
sau khi bầu bổ sung Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, hiện Bộ Chính trị khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm có 15 ủy viên. Ông Trần Minh Lợi, chủ trang Facebook cùng tên bị tuyên 5 năm tù giam với cáo buộc có nhiều lần viết bài vu khống, xúc phạm tổ chức cá nhân trên mạng xã hội, trong đó có ông Lê Lợi, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cư Quyên. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong ngày 16 tháng 8 được truyền thông nhà nước loan đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Lợi, sinh năm 1968, ngụ huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo nội dung vụ án, trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, ông Trần Minh Lợi là phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Trần Minh Lợi TV. Công ty không có chức năng hoạt động tư vấn pháp luật như ông Lợi được nói, vẫn tự mình đứng ra ký các hợp đồng, nhận làm người đại diện theo ủy quyền cho các đương sự để tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự. Trong quá trình tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, ông Lợi thường sử dụng tài khoản Facebook mang tên Trần Minh Lợi để đăng tải, livestream, chia sẻ nhiều bài viết, nhiều đoạn video. Trong đó, ông Lợi đã đăng tải 7 bài viết và 4 video clip liên quan đến ông Lê Lợi, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Cư Quyên, 2 bài viết liên quan đến ông Bùi Đức Sĩ, nguyên giám đốc công ty đòi nợ dân luật, 1 bài viết liên quan đến ông Nguyễn Văn Loan, nguyên cán bộ công an huyện Cư Quyên, 2 bài viết về ông Nguyễn Ngọc Lân, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Các bài viết này được các cơ quan chức năng xác nhận là sai sự thật, vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thời gian qua có tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội, trong đó có người nổi tiếng TikToker có hành vi tung tin sai sự thật, vu khống nhằm mục đích riêng. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại cuộc họp thường kỳ diễn ra chiều ngày 15 tháng 8 rằng sẽ tiến hành xử lý riêng từng trường hợp để răn đe truyền thông loan trong ngày 16 tháng 8. Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Thông tin điện tử và Thông tin và Truyền thông xác nhận đa số các trường hợp ồn ào trên đều được thực hiện theo 6 bước giống nhau. Ban đầu là tạo sự kiện gây sốc mạng xã hội, sau đó hình thành hai nhóm fan và anti-fan, mục đích để các nhóm khán giả tranh cãi, thu hút sự chú ý về phía mình. Tiếp theo, họ tìm đến luật sư tiến hành làm việc với cơ quan chức năng. Nhiều người bất chấp sẵn sàng đóng phạt 7,5 triệu đồng, mức phạt hành chính cho hành vi lợi dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin sai sự thật, sau đó livestream bán hàng. Để giảm thiểu tình trạng nhiều người cố tình gây sốc trên mạng xã hội, ông Hòa đề nghị quy trách nhiệm cho nhà cung cấp nền tảng livestream. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Một, 55 tuổi, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, Bến Tre, về hành vi nhận hối lộ, truyền thông loan trong ngày 16 tháng 8. Ông Nguyễn Văn Một bị cáo buộc đã nhận 27 triệu đồng của hai người phụ nữ. Việc bắt ông Một được nói nằm trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách. Liên quan vụ án này, vào tháng 4 năm 2024, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, cùng về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra, trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự đối với các bản án liên quan đến đương sự là bà NTNT, ngụ tại thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, và bà HTCH, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, ông Hùng đã vòi vĩnh yêu cầu hai người phụ nữ nói trên đưa tiền để giải quyết các vụ việc thi hành án nhanh. Sau đó, ông Một và ông Hùng đã nhận tiền của hai đương sự nêu trên. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối bình an.